để mà nói về làm nghiệp vụ thì nó nhất trên thế giới. Tên đầy đủ của giống chó này là Belgian Malinois, hay còn gọi là vẹt dê Bỉ. Trung tâm huấn luyện nổi tiếng của Mỹ K9 rất là ngưỡng mộ và rất là thông dụng dùng cái giống vẹt dê Bỉ này. Chủ chó là anh Cường, nick là Minh Cường. Và xin mọi người chiêm ngưỡng, đây là không nhiều những con chó anh Cường ơi, đầu tiên ở Việt Nam. Em quét bên anh cẩn thận chứ, để cao cao tí chứ không là em thấy là hơi gần gần cái gì của anh ấy. À, nhớ mồm một cái thì có phải mệt không anh? Cao cao lên tí anh ơi. Thân hình tầm vóc không to như là vẹt dê Đức GSD, nhưng vẹt dê Bỉ có một cái sức mạnh bộ nhanh nhẹn. Các bạn đã thấy với tay rằng như vậy nhưng mà chú chó vẫn cứ cắn không nhả. Đây là đặc trưng của thằng chó mắt thôi. Khi chỉ được theo lệnh của chủ là nhả, nó mới nhả.